mới về Kia Morning nha anh chị, số tự động bản Dulux, bản giữa, bản giữa nha, bản giữa thì nó có mâm đúc, nó có gập gương, nó chỉ thiếu, nó có thắng ABS, nó có túi khí, chỉ thiếu đúng cái đèn đèn led thôi anh chị, đèn led thôi, còn nhiều là giống y hết. Đây là bản giữa nha, Tâm phải nhấn mạnh là bản giữa là bản Dulux, còn một bản bay nữa. Morning đời 2019 nó có 3 bản, bản F, bản Dulux và bản bay, bản Luxury đó. Bản này là bản Dulux thì nó cũng đầy đủ tính năng, nó cũng có mâm đúc, 5 cái mâm đúc, có gập gương, có túi khí, có thắng ABS. Rồi, xe này thì sản xuất 2019, 40.000 cây, được trang bị nhiều đồ chơi và sơn zin hầu như là còn nhiều lắm, còn trên 80-90% ha, không có lỗi làm gì hết. Đăng kiểm còn dài anh chị, được lên màn hình cam trước, cam sau, biển số Đồng Nai. Đó, xe này bên Tâm đang đứng ủy quyền, anh chị mua thì còn ủy quyền nữa nha, còn được một lần ủy quyền nữa và bao rút hồ sơ sau cũng được hết. Này thì bốn cái vỏ mới mà vỏ Michelin luôn, đăng kiểm còn mới. Em này thì Tâm để cho anh chị là 280 nha anh chị, đăng kiểm còn tới tháng 3 2025 anh chị. Sản xuất năm 2019, động cơ là 4 máy 1.2, số tự động nha, Morning số tự động, 280 triệu, bản Dulux 280, xe đẹp quá anh chị. Phim cách nhiệt thì dán quanh xe rồi, ghế bọc da rồi, vỏ thay mới rồi, mâm thì mâm đúc theo xe, rin và rất là mới, không có vết xước luôn. Vỏ là vỏ Michelin nha, gương gập điện và tích hợp xi nhan nè. Cái này mình phải phân tích cho kỹ để có một số anh chị em hơi khó tính là vô là bắt đầu là trách móc là tại sao là nói thật nói giả gì tùm lum mất công ha. Xe này là bản Dulux, nó còn thấp hơn một bản nữa nha anh chị, này là bản giữa nhưng mà nó cũng đầy đủ tính năng rồi, nó cũng có túi khí nè, có hai túi khí nè, có gập gương nè đó, có thắng ABS nè, không có mâm đúc nè, xe mới lắm, 280 nha anh chị. Có ngay con xe Morning số tự động 2019 lận, đời rất là cao, đời 2019 nè anh chị coi nè. Tâm chốt luôn cho anh chị là 280 nha, xe đẹp ưng ý, ghế bọc da rồi hết rồi. Và đặc biệt nhất là ở đây là xe này nó rin, nó không có bị lỗi gì hết nha. Keo chỉ riêng hết anh chị. Xe mới lắm anh chị, mới tinh à. Có hai cái tì gói đầu nữa nè. Này bánh xe cua rin luôn, mới luôn, mới tinh luôn. Bánh mâm đúc luôn nha anh chị, chứ không phải mâm, phải mâm sắt nha, bản đủ nha. Bản này bản Dulux, bản giữa, nhưng mà nó cũng đủ đồ rồi, nó cũng đầy đủ hết rồi. Trang bị là phim cách nhiệt, ghế da, màn hình cam trước cam sau, xe rất là mới anh chị. Này thì em này thì Tâm muốn để cho anh chị với cái mức giá là, để anh chị coi nha, $280 triệu. Và riêng em này về thì Tâm đánh giá là xe đẹp, không có phải làm gì hết nha. Nước sơn nó mới lắm, đẹp từ đầu tới đuôi luôn. Nước sơn, sơn đều và đẹp từ đầu tới đuôi luôn.
xe đẹp nhìn sơ là biết anh chị ha, nó đều lắm mà nó sạch từ trong ra ngoài luôn, từ cái túp bi cửa rồi nó cũng mới tinh nè. Xe này lúc trước phải ngoài 300 nha anh chị, nay giá hợp lý lắm rồi nè anh chị nhìn nè, nó còn đẹp và nó tươi rói à. Được gắn 4 cái áp suất lốp, màn hình cam ve, cam trước, ghế da, bảo dưỡng đầy đủ. Cu lăng này, trời ơi nó mới, anh chị thấy đẹp mà mới không? Này tấm bán bao cho anh chị luôn nha, xe chuẩn nha anh chị, chuẩn như ý nha, bảo dưỡng đều luôn, xe đẹp lắm anh chị khỏi lo về mặt chất lượng. Cái này thì Tâm sẽ để cho anh chị với cái mức giá là 280 là Tâm bao rút hồ sơ nha. Còn về chất xe thì anh chị khỏi bàn, khi bàn giao thì bên Tâm sẽ kiểm tra nhớt và thay nhớt mới, nên nhà mình về chỉ chạy thôi, chả phải làm gì, từ keo chỉ đến capo cốp cửa là chưa hề mở, chưa hề tháo gì hết, từ đầu tới đuôi là rin hết, tròn vẹn nha anh chị, như ý nha. Có thắng ABS nha, bản này là bản đủ, bản giữa, còn một bản cao hơn nữa. Nhưng mà như vậy là cái giá này là hợp lý rồi. Còn nếu bản cao hơn thì nó ngoài 300. Còn cái này bản giữa Tâm bán 280. Cái gì nó cũng có một cái giá nhất định của nó chị, chứ không phải mà Tâm bán rẻ hay bán cao gì hết đó. Mua rồi về cộng tiền lời vô là bán. Mình phải nắm được cái giá thị trường thì mình mới làm được cái nghề xe này anh chị. Nắm được giá thị trường, người ta bán ví dụ như 300, 305 mà mình mua được giá tốt thì mình về mình bán 28, 285 thì mình được đắt hàng là như vậy. Bên Tâm bán rất là chạy. Như mấy ngày nay là ngày nào tao cũng bán từ 2 tới 3 xe hết á, ngày nào cũng 2 xe 3 xe 2 xe 3 xe mà bán 7 chỗ là nhiều. 7 chỗ là từ hôm Tết nay là bán 7 chỗ là khoảng 60-70% là xe 7 chỗ. À, ăn Tết xong rồi người ta mới cảm nhận được là xe 7 chỗ nó chở hết gia đình đi đây đi đó. Đó, theo Tâm nghĩ là vậy. À, xe 5 chỗ là chở không hết hay sao nên vừa ăn Tết xong là bán toàn 7 chỗ không. Cái chỗ mà ngày bán hai chiếc mà từ bữa Tết tới nay, từ bữa Tết là mở cửa bữa mùng 6, bữa nay là 9 ngày rồi, bán hơn 10 cái xe 7 chỗ rồi, 7 chỗ cộng 5 chỗ nói chung nhiều. Tháng này Tâm bán cũng khá là đạt, thì bình quân tháng nào Tâm cũng bán từ 6 mấy 70 7 mấy không á. Còn tháng Tết thì nghỉ khoảng 10 ngày, nghỉ khoảng 10 ngày 10 mấy ngày thì nó khoảng 4 máy xe ví dụ vậy, năm nào cũng vậy, nó cũng thành thông lệ rồi. Chất lượng xe và giá thành cũng như là cách phục vụ của bên Tâm thì không có gì đặc sắc hết, nhưng mà được bù lại con cái là nó chân thật, nó không hề lừa dối, không hề xảo trá, không hề gạt khách hàng, nên Tâm mới được tiếng lành thì đồn xa. Có nhiều người là gia đình dòng họ anh em trong nhà lên mua một lúc 3 xe luôn đó, bởi vì cái sự tin tưởng và yêu quý cũng như là trân trọng thì Tâm phục vụ khách hàng thật lòng thật dạ, nên bà con tin tưởng rất là nhiều. Cũng như là con xe này có sao Tâm nói vậy, nếu anh chị lên mà thấy không đúng thì cho Tâm xin được phép xin lỗi và gửi tiền xăng cho anh chị về nha, bảo đảm anh chị sẽ vừa ý với sản phẩm này. Kia Morning 2019 bản Dulux, bản giữa, số tự động, động cơ là 4 máy 1.2, đầy đủ đồ chơi theo xe và trang bị thêm màn hình cam trước cam sau. Đó, 42.000 cây số, máy rin, keo chỉ rin và nước sơn rin còn trên 90, 4 vỏ mới, đăng kiểm còn tới tháng 3 2025. Ghế bọc da, dán phim cách nhiệt, viền che mưa và tay nắm cửa. Mọi công năng chức dụng thì xe này về không phải đầu tư bất cứ 1.000 nào nữa hết, chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Anh chị có được con xe hoàn hảo và vừa ý, đời nó lại cao nữa, đồ chơi có sẵn nữa, mà giá thì 280 triệu. Anh chị thấy hợp lý thì ủng hộ cho Tâm nha. Cảm ơn anh chị và gọi vào số hotline là 0917215512. Đó, ô tô Di Tâm có địa chỉ gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Còn chị đi bằng Google là đại lý ô tô Di Tâm nha. Cảm ơn anh chị luôn luôn tin tưởng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.